Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của MMO Official. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái kèo Europe là con Dao Final. Thì con này nó đã đến round thứ 3 rồi nhá. Đó, chuẩn bị lead trên PancakeSwap. Ok, ở đây thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái đường link đăng ký để dưới phần mô tả video này. Sau đó thì bạn sẽ kéo xuống phần mô tả video và click cho mình cái đường link. Sau đó thì bạn sẽ chọn cho mình cái nút Start ở đây này. Tiếp theo thì nó sẽ cho chúng ta một vài những nhiệm vụ như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải follow Twitter và request pin spot. Ở đây thì bạn sẽ chọn cho mình là open. Page Twitter của họ thì bạn sẽ chọn cho mình là theo dõi. Sau đó thì bạn có thể copy cho mình cái username của họ. Bạn sẽ chọn cho mình là like trích dẫn tweet. Đó, paste cho mình username họ vào. Sau đó thì bạn sẽ chọn cho mình là nút đăng tweet. Ok. Tiếp theo thì chúng ta sẽ join vào cái Telegram group. Chọn cho mình là nút join group ở đây này. Tiếp theo thì là join channel. Ok, ở đây thì bạn sẽ chọn cho mình nút check. Tại đây thì bạn sẽ chọn cho mình là nút join Europe nhá. Chúng ta sẽ cần phải vượt qua captcha. Ok, ở đây thì bạn sẽ chọn cho mình cái nút Submit và nhập cho mình vào cái username Telegram. Chọn cho mình phần ba gạch Setting Edit Profile Username. Bạn sẽ copy cho mình cái username đây nhé. Tiếp theo thì bạn sẽ ấn cho mình cái dấu A cộng và paste cho mình cái username của bạn vào. Tiếp theo thì nhập cho mình cái Twitter Profile Link. Mình sẽ vào cái phần hồ sơ, copy cho mình cái Profile Link của bạn nhé. Sau đó thì bạn có thể paste vào đây. Ok, ở đây thì là cái đường request pin spot. Bạn sẽ chọn cho mình nút open. Vừa nãy thì mình đã request rồi. Bạn có thể chọn cho mình phần hồ sơ, các tweet và trả lời này. Đó, mình đã request cái này rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ vào cái dòng thời gian. Nó sẽ hiển thị lại cái này. Copy cho mình. Sau đó thì bạn paste cái link vào đây. Ok, tiếp theo thì bạn sẽ nhập cho mình cái địa chỉ ví BEP20. Tại đây thì mình sẽ sử dụng ví MetaMask. Mình sẽ copy địa chỉ ở đây nhá. Sau đó thì mình sẽ paste vào đây. Ok, và mình sẽ chia sẻ lại cái video này cho các bạn có thể dễ dàng tham gia vào kèo Europe. Và sẽ nhận cho mình khoảng 80 cái token Dolphin. Đó, và cái con này hiện tại thì nó đang được bán. Đang được press sale này, đang được bán với cái giá là 0,15 đô. Đó. Rồi, thì mình cũng sẽ để cho bạn cái đường link đăng ký dưới phần mô tả của video này. Và đối với một referral thì bạn sẽ nhận cho mình khoảng là 30 cái token Dolphin nhá. Thì con này nó sẽ chạy cái mạng BSC. Ok, thì nếu như bạn thích video này thì đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh YouTube nếu có một qua những video mới nhất của mình. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. That is how I like it.